Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, vào ngày 17 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến dân hoa dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạch Thành. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, về phía huyện Thạch Thành tham dự có đồng chí Vũ Văn Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các phòng ban ngành cấp huyện. Với lòng thành kính biết ơn vô hạn, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ các anh linh anh hùng liệt sĩ đã dũng hy sinh vì sự độc lập tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đến, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm và tặng quà cho bà Lại Thị Ký, vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Trịnh, thôn Phú Thành, xã Thành Hưng. Ông Hoàng Văn Tiến, thương binh hạng 4 trên 4, 21% tại khu phố 5 thị trấn Kim Tân. Bà Lê Thị Vịn, vợ liệt sĩ Đinh Thế Khuyến, thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thành đã thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các thương binh, thân nhân liệt sĩ, lắng nghe chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những mất mát hy sinh của các thương binh, các gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc các đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng vận động con cháu trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực phát triển kinh tế xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh